Xin chào các bạn. Xem đoạn video này, chắc các bạn đã biết tôi sẽ làm về loài khủng long nào rồi đúng không? Nhưng nếu mà tôi hỏi tên của loài này, chắc các bạn sẽ nói đây là một loài khủng long đầu búa đúng không? Admin hỏi câu gì khó hơn đi nào? Thì bạn nói đúng, nhưng trong video này, mình muốn nói đến tên gọi chính thức của nó, đó chính là Pachycephalosaurus, một loài khủng long kỳ lạ khi sở hữu một món vũ khí vô cùng lợi hại, nhưng mỗi khi sử dụng lại có thể gây ra những tổn thương nặng nề cho chính bản thân của nó. Vậy, món vũ khí đó là gì? Hãy cùng Untrek Share tìm hiểu về một trong những loài khủng long thú vị bậc nhất đã từng tồn tại đến những ngày tháng cuối cùng của kỷ nguyên khủng long nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hồ sơ khủng long số 16, Pachycephalosaurus, gã đầu búa hiếu chiến gây nhiều tranh cãi. Những gì chúng ta biết. Khủng long Pachycephalosaurus có nghĩa là thằn lằn đầu dày với một loại duy nhất, đó chính là Pachycephalosaurus wyomingensis. Chi này chủ yếu được biết đến qua một mẫu sọ duy nhất và vài nóc sọ cực dày khai quật được tại Montana, South Dakota và Wyoming. Mặc dù đã tìm thấy hóa thạch hoàn chỉnh hơn trong những năm gần đây, nó là một thành viên nổi tiếng nhất trong họ Pachycephalosauridae, bao gồm các chi khủng long đi bằng hai chân, ăn thực vật và có một đặc điểm đặc trưng là một mái vòm dày, cứng nằm ở đỉnh đầu. Mái vòm này là đề tài gây tranh cãi trong những năm gần đây vì một số người cho rằng Pachycephalosaurus cùng các chi họ hàng dùng nó trong việc đánh nhau nội loài, trong khi số khác thì lại không. Các họ hàng của Pachycephalosaurus sống vào cuối kỷ Creta ở Bắc Mỹ và cả châu Á. Mặc dù cũng đứng trên hai chân, nhưng chúng có quan hệ gần gũi với các loài khủng long Ceratopsian hơn là Ornithopod. Pachycephalosaurus là một trong những chi khủng long phi điểu cuối cùng trên trái đất trước khi sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận xảy ra. Các nghiên cứu mới đây cho thấy, Tylotheus, Stygimuloch và Dracorex có lẽ là đồng nghĩa của Pachycephalosaurus. Loài khủng long gây nhiều tranh cãi. Vào cuối những năm 1950, Ferdinand Van Diver Hayden, một trong những nhà sưu tầm hóa thạch tiên phong, thu được một mảnh xương ở thượng lưu sông Missouri, nơi mà ngày nay được xác định là hệ tầng Lens ở đông nam Montana. Năm 1872, mẫu vật này được Joseph Leidy nhận định là một mảnh giáp mô của một loài bò sát hoặc động vật giống armadillo và con vật được gọi là Tylotheus. Hơn một thế kỷ sau, Baird nghiên cứu mảnh xương và phát hiện ra rằng đó là một phần xương nằm sau hộp sọ của loài Pachycephalosaurus. Đến những năm 1985, cái tên Pachycephalosaurus mới chính thức được sử dụng thay vì Tylotheus. Sau kiến nghị của Baird vì tên cũ đã không được sử dụng trong suốt một thời gian dài, đồng thời không thể hiện đầy đủ thông tin về mặt địa lý hay địa chất học. Cái tên Wyomingensis được đặt bởi Charles Whitney Gilmore dựa trên phần xương sọ được phát hiện tại hệ tầng Lens ở hạt Niobrara, Wyoming. Tuy nhiên, Gilmore đã xếp loài này vào họ Trudon với cái tên Trudon Wyomingensis do có cấu trúc răng tương tự. Sự nhầm lẫn này được đính chính lại vào năm 1945 bởi Charles Mottram Sternberg. Năm 1943, Barnum Brown và Eric Marin Selector đã phân Pachycephalosaurus thành hai loài, đó chính là Pachycephalosaurus grangeri thuộc hệ tầng Hell Creek, Montana và Pachycephalosaurus reinhemuri từ hệ tầng Lens của South Dakota. Cả hai loài sau đó đã được gộp chung thành Pachycephalosaurus wyomingensis năm 1983. Song song cùng tồn tại trong giai đoạn hậu của kỷ Creta ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ với Pachycephalosaurus là hai thành viên khác ở trong họ Pachycephalosauria, đó chính là Stygimuloch spinifer và Dracorex hodgwartzia. Ban đầu, cả ba được xem là những loài riêng biệt dựa vào sự khác nhau về hình dạng xương sọ. Tuy nhiên, đến năm 2007, các nhà khoa học đã chứng minh thực chất Stygimuloch và Dracorex chỉ là những kiểu hình của các cá thể Pachycephalosaurus chưa trưởng thành hoặc con cái. Theo thời gian, vòm sọ của chúng phát triển to lên và những gai xương sẽ mất đi. Đến năm 2016, khi một xương sọ Pachycephalosaurus non được phát hiện tại hệ tầng Hell Creek, thì giả thuyết này càng được củng cố do cả ba loài trên đều có các u xương nằm cùng vị trí.
Thế nhưng, điều đáng chú ý là mặc dù đều được khai quật tại hệ tầng Hell Creek, nhưng các hóa thạch của Stegimoloch chủ yếu nằm ở lớp trên, trong khi hóa thạch của Pachycephalosaurus thuộc về các tầng sâu hơn. Điều này làm sống lại giả thuyết đây là hai chi hoàn toàn khác nhau. Đến năm 2021, Evans và cộng sự đã tách Stegimoloch thành một chi riêng biệt trong hệ thống định danh của họ. Những nghiên cứu quan trọng. Pachycephalosaurus là một chi khủng long có kích thước lớn nhất trong họ Pachycephalosauria, với chiều dài ước tính khoảng 4,5m và nặng 450kg. Dựa trên đặc điểm từ các họ hàng của chúng, thì Pachycephalosaurus có lẽ là một cái cổ ngắn và dày dạng chữ S hoặc chữ U, chi trước ngắn, thân hình vạm vỡ, chân sau dài và đuôi dài, nặng, được giữ bằng hệ thống dây chằng xương hóa. Hộp sọ là phần hóa thạch được lưu giữ nguyên vẹn nhất và cũng là đặc trưng của loài khủng long này, với một vòm xương lớn trên đỉnh đầu, có thể dày tới 25cm. Phía sau của vòm xương có nhiều u xương nhỏ cùng với các sừng ngắn và tù, hốc mắt lớn tròn hướng về phía trước, cho thấy rằng con vật có tầm nhìn tốt và có thị lực hai bên. Ở cuối phần mõm là cái mỏ nhọn với các răng nhỏ và mõ răng hình lá. Cho đến thời điểm hiện tại, Pachycephalosaurus và các chi họ hàng vẫn được xem là loài ăn cỏ. Tuy nhiên, sở hữu một hàm răng nhỏ có khía nên chúng không thể nhai được thực vật sơ cứng một cách hiệu quả như những giống khủng long khác cùng thời kỳ. Vì vậy, sẽ hợp lý hơn nếu các loài khủng long này sống bằng chế độ ăn hỗn hợp gồm lá, hạt và trái cây. Gần đây, một hóa thạch Pachycephalosaurus chưa trưởng thành được phát hiện cùng với các răng sắc tương tự như các theropod ăn thịt, do đó cũng không thể loại trừ khả năng chúng cũng bổ sung thịt vào khẩu phần của mình. Gã đầu búa hiếu chiến. Pachycephalosaurus từ lâu đã nổi tiếng với tập tính dùng đầu để giao tranh với các cá thể cùng loài. Giống với loài cừu sừng lớn hoặc bò xạ hương hiện đại, các con đực sẽ húc đầu vào nhau để giành quyền thống trị hoặc giao phối với con cái. Tuy nhiên, một số giả thuyết cho rằng Pachycephalosaurus sẽ không giao chiến theo cách đó, vì mặc dù có bề dày đáng kể, nhưng cấu trúc vòm sọ vẫn không đủ chắc chắn để chịu được các sang chấn do va đập. Ngoài ra, phần cổ của nó có dạng chữ S hoặc chữ U, không phù hợp để truyền ứng suất theo phương ngang từ những cú húc đầu trực diện. Vòm sọ hình cầu cũng làm giảm diện tích tiếp xúc khi húc đầu vào nhau, khiến đòn đánh bị chệch hướng. Thay vào đó, Pachycephalosaurus và các họ hàng của chúng sẽ dùng đầu húc vào mạn sườn của đối thủ. Khi đó, một cá thể sẽ đứng song song hoặc đối mặt trực diện và cố gắng đe dọa đối thủ. Nếu chiến thuật này không thành công, nó sẽ hạ thấp đầu của mình và húc vào mạn sườn của đối thủ. Giả thuyết này dựa trên cơ sở phần lớn các hóa thạch của các Pachycephalosauridae đều có phần thân tương đối rộng, giúp bảo vệ các cơ quan quan trọng khỏi lực va đập. Các nghiên cứu cũng cho thấy có khoảng 22% các vòm sọ của Pachycephalosaurus có hiện tượng viêm xương, hệ quả của các tổn thương mô mềm nằm ngay trên hộp sọ. Tuy nhiên, ở các thể Pachycephalosauridae có vòm sọ phẳng lại không gặp các tổn thương dạng này. Qua đó càng cho thấy đây là con cái hoặc con non vốn không có tập tính đánh nhau. Dù là loài có tập tính hiếu chiến và thường xuyên phải chịu những thương tổn nặng nề, nhưng phần vòm sọ của các loài Pachycephalosauridae được cấu tạo từ một dạng xương tấm sợi đặc biệt chứa các nguyên bào sợi đóng vai trò quan trọng trong sự lành vết thương, đồng thời có khả năng lắng đọng xương rất nhanh trong quá trình tái tạo. Gần như toàn bộ hóa thạch Pachycephalosaurus đều được khai quật từ hệ tầng Lens và Hell Creek ở miền Tây Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi cư trú của các loài khủng long nổi tiếng bậc nhất như Parasaurolophus, Triceratops, Ankylosaurus, Ornithomimus hay T-Rex. Ngoài ra, các dấu vết của Pachycephalosaurus cũng được phát hiện từ hệ tầng Scholar, Alberta thuộc Canada cho đến vùng hoang mạc Coahuila thuộc Mexico ngày nay cho thấy chúng đã từng tồn tại với một số lượng lớn với địa bàn phân bố rất rộng. Cùng với các loài cùng tồn tại trong thời kỳ này, Pachycephalosaurus là một trong những nhân chứng cuối cùng của cuộc đại tuyệt chủng Great Paleogene, chấm dứt thời kỳ thống trị của các loài khủng long. Pachycephalosaurus cũng là một loài khủng long rất nổi tiếng và được yêu thích khi xuất hiện trên nhiều phương tiện đại chúng giống như T-Rex hay Velociraptor. Trong đó nổi tiếng nhất là series Jurassic World hay trong TV series Bakuryu Sentai Abba Ranger của Nhật hay Power Ranger Dino Thunder của Mỹ. Đây cũng là hình mẫu để tạo nên loài Pokemon tiền sử là Cranidos và hình thức tiến hóa của nó là Rapidos. Có thể một số các bạn ở đây sẽ biết đến những bộ phim của mình nói ở trên.
Vừa rồi là những thông tin thú vị về Pachycephalosaurus, gã đầu búa hiếu chiến gây nhiều tranh cãi của thế giới khủng long. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, có thể để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về một loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở phần bình luận nhé. Đừng quên ủng hộ chúng mình thêm thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.